xin cảm ơn đội văn nghệ đã mang đến những tiết mục đặc sắc để chào mừng ngày hội. Chúc đội văn nghệ khu dân cư xóm luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Trước khi vào chương trình ngày hội, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể bà con đứng dậy làm lễ chào cờ. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con ngồi xuống. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân xóm này, thực hiện kế hoạch số 13 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, kế hoạch số 25 ngày 20 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với ngày hội văn hóa quân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân năm 2024. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ, hôm nay Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm này long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với ngày hội văn hóa quân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân năm 2024 nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 94 năm qua và tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả cuộc vận động năm 2025 và biểu dương các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng khu dân cư xóm này ngày càng phát triển. Thay mặt ban tổ chức ngày hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu về dự động viên và chung vui ngày hội hôm nay. Về đại biểu huyện Lạc Sơn, trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí trung tá Huỳnh Mạnh Quyền, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ quân sự huyện Lạc Sơn, phó trưởng vùng đại đồng, đề nghị ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lạc Sơn, được ban thường vụ huyện ủy phân công phụ trách đảng bộ xã Tân Mỹ, đề nghị ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu về dự ngày hội còn có các đồng chí trong cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn phân công về dự ngày hội. Một lần nữa đề nghị ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu xã Tân Mỹ, trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bùi Văn Yên, bí thư đảng ủy, đề nghị ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Bùi Thanh Luân, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Đức Toàn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu về dự ngày hội hôm nay còn có các đồng chí trong thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, các tổ chức hội đặc thù, hiệu trưởng các nhà trường,
trưởng trạm y tế, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các xóm, trưởng ban công tác mặt trận dân cư, thôn đội trưởng các xóm, các cơ quan doanh nghiệp, các hợp tác xã đứng chân trên bàn. Một lần nữa đề nghị nhiệt liệt chào mừng đại biểu xóm. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Dầu, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư xóm, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Viên, phó bí thư chi bộ, trưởng xóm, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí trong ban chi ủy, đảng viên trong chi bộ, đảng viên sinh hoạt theo quy định 23, thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư, hộ gia đình chính sách, các đồng chí cán bộ hưu trí, hội người cao tuổi, đại diện tổ dân cư tự quản, con em xóm Lạch học tập công tác trên địa bàn tỉnh cùng đông đủ nhân dân khu dân cư xóm Lạch cùng về dự ngày hội. Một lần nữa đề nghị ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình ngày hội gồm các nội dung sau: phần lễ 1. Văn nghệ chào mừng, 2. Chào cờ, 3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình ngày hội, 4. Trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống 94 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 5. Ban công tác mặt trận khu dân cư xóm trình bày báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 6. Lãnh đạo cấp trên phát biểu chúc mừng và trao nhà đại đoàn kết cho hộ dân cư xóm này. 7. Lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tặng hoa chúc mừng. 8. Công bố quyết định khen thưởng và điều hành trao thưởng. 9. Mời các tập thể cá nhân, các doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng. 10. Công bố danh sách các tập thể cá nhân, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm 2024. 11. Phát biểu cảm ơn và kết thúc phần lễ. 12. Mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 13. Kết thúc phần lễ, mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân dự bữa cơm thân mật tại nhà văn hóa xóm này. Về phần hội, 1. Diễn ra trong buổi chiều cùng ngày gồm các nội dung: 1. Thi bắn nỏ, ném còn; 2. Thi đấu bóng chuyền hơi; 3. Thi đánh mảng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Hạnh, thay mặt ban công tác mặt trận khu dân cư xóm này lên trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, trong không khí nhân dân cả nước đang tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, các phong trào thi đua. Hôm nay chúng ta tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, 94 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2024, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, và tổng kết đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động biểu dương tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tổ chức hoạt động thiết thực góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết phát triển. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trải qua 94 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên cấp bộ tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mọi mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi mẹ lũ thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển, cách mạng Việt Nam có từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng củng cố,
mở rộng với những hình thức tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử, đã có cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 đại hội lần thứ 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, phát huy truyền thống quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận phát huy vai trò tổ chức thành viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, hưởng ứng các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn nói chung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Mỹ, khu dân cư xóm Lạch có những đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Người, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn của trong cả nước, có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Hơn 22 năm qua đã được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, tổ chức, các thành viên mặt trận hưởng ứng tham gia tích cực các tầng lớp nhân dân cùng các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong nhân dân ở khu dân cư. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 94 năm ngày thành lập ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng nhận thấy cộng đồng dân cư chúng ta đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện, có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của năm nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, khắc phục khó khăn, đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, gương điển hình tiên tiến, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư. Từ đó, giới thiệu và biểu dương khen thưởng những tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu như chi hội cựu chiến binh, chi hội cao tuổi, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, gia đình ông Bùi Văn Sạn, ông Bùi Văn Khoảng, ông Nguyễn Văn Tị, ông Bùi Văn Đạnh, ông Nguyễn Văn Xanh, ông Bùi Gia Nam, ông Bùi Văn Lê và nhiều hộ cá nhân tiêu biểu khác. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và ngày hội văn hóa quân dân, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ. Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập,
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà rột nát bằng nhiều việc làm thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong niềm vui ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Xóm Lạnh xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện và theo sát mọi hoạt động của khu dân cư. Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta. Chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân, các tổ chức, cộng đồng dân cư năm qua đã đồng tâm, hiệp lực, đem sức, lực, trí tuệ góp phần xây dựng khu dân cư đạt nhiều thành tích cao hơn. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và bà con nhân dân sức khỏe, ngày hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Biên, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng xóm Lạnh lên trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong khu dân cư, thay mặt Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tôi xin được báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Một lớn đặc điểm tình hình khu dân cư Xóm Lạnh, cách trung tâm xã khoảng 3 km về phía tây, có diện tích tự nhiên trên 120 ha, có 166 hộ và 821 khẩu với 2 dân tộc sinh sống rải chủ yếu, trong đó dân tộc Mường chiếm 95%, dân tộc Kinh và dân tộc khác chiếm 5%. Chi bộ có 20 đảng viên chiếm 2,44% dân số của xóm, có 5 đảng viên sinh hoạt theo quy định 213. Chi bộ đã xây dựng các chủ trương nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của xóm, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội ngày một phát triển, an ninh trật tự ổn định và giữ vững hoạt động. Ban quản lý xóm ngày càng được nâng lên. Ban công tác Mặt trận khu dân cư, các chi đoàn, chi hội thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công ước của xóm, được Ủy ban Mặt trận của Quốc xã, các ngành đoàn thể xã xếp loại tốt đầu thi đua của xã. Hai lớn công tác triển khai của vận động, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2024, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy, chi ủy, phối hợp với trưởng xóm triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước của khu dân cư, các cuộc vận động cấp trên phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động ngày vì người nghèo, thực hiện nghị quyết Đảng ủy về xây dựng xã Tân Mỹ thành xã nông thôn nâng cao, vận động nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi, công tác dồn điền đổi thửa. Ba lớn kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, một nhỏ đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động khuyến khích nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, nhiều hộ chủ động chuyển đổi dồn điền đổi thửa để tiền phù hợp cho canh tác, tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất, bố trí lại lao động gia đình để đi làm tại các công ty, nhà máy trên cả nước. Tổng cả xóm có 4 ô tô, 4 đại lý hàng tạp hóa nhỏ và vừa, các ngành nghề dịch vụ chăn nuôi cả cá, ngành nghề máy đường vân vân, làm cho thu nhập gia hộ gia đình ổn định và phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên,
Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,8 triệu đồng trên 38,5 triệu đồng năm 2023. Xây dựng nhà ở năm 2024 có 7 hộ xây dựng nhà ở kiên cố. Về công tác giảm nghèo bền vững, chi bộ, trưởng xóm, ban công tác mặt trận khu dân cư thường xuyên quan tâm vận động định hướng cho hộ phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo được hưởng đúng đối tượng. Năm 2024 có 13 trên hộ nghèo trên 21 hộ. Năm 2023 hộ cận nghèo năm 2024 là 9 hộ trên 12 hộ. Năm 2023 số hộ tham gia các cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là 165 hộ trên 166 hộ, trong đó một hộ thường xuyên đi làm ăn xa xóm, có một hộ có hộ khẩu thường trú ở khu dân cư nhưng nhà ở khu dân cư khác. Hai nhỏ để đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động nhân dân luyện tập thể dục thể thao. Cái khu dân cư có hai nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Năm 2024 được tổ chức được 3 hội nghị thôn với 415 lượt nhân dân tham gia, có một đội văn nghệ, hai đội bóng chuyền, thường xuyên duy trì luyện tập, tổ chức tại xóm giao lưu tiên xá và các xóm vào các dịp lễ Tết kỷ niệm ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Hai gia đình tiêu biểu thưởng cho các cháu được giấy khen năm học 2023-2024. Cấp 1 là 26 cháu, cấp 2 là 11 cháu, cấp 3 là bằng 6 cháu. Mức khen thưởng cho tập thể là 200.000 đồng trên một tập thể, gia đình là 100.000 đồng trên một gia đình. Học sinh cấp 1 là 30.000 đồng trên một cháu, cấp 2 40.000 đồng trên một cháu, cấp 3 50.000 đồng trên một cháu. Số tiền khen thưởng là 2.120.000 đồng. Để chi từ quỹ khen thưởng của xóm. Công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn luôn được chi bộ, cán bộ và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến các hộ chính sách, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cấp trên đến các hộ gia đình chính sách đúng đối tượng vào các dịp ngày 27 tháng 7 và ngày Tết độc lập. Kết quả vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ lên xã và ủng hộ thiên tai cơn bão số 3 gây ra. Một quỹ đền ơn đáp nghĩa 152 hộ nhân 30.000 bằng 4.560.000 đồng. Quỹ xã nhà tạm 141 hộ nhân 20.000 bằng 2.820.000 đồng. Quỹ chữ thập đỏ bằng 1.369.000 đồng. Quỹ nhân đạo bằng 1.290.000 đồng. Quỹ khuyến học bằng 3.227.000 đồng. Quỹ người cao tuổi 163 hộ nhân với 20.000 đồng. Trên hộ bằng 3.260.000 đồng. Quỹ thiên tai ủng hộ cơn bão số 3 là 7.030.000. Vận động mỗi hộ dân đóng góp 300.000 đồng để xây dựng sân khấu đổ bê tông sân nhà văn hóa, tổ chức ngày đại đoàn kết với tổng số tiền là 49.800.000 đồng, xây dựng được một sân khấu và đổ được 425m2 sân bê tông nhà văn hóa. Ba nhỏ đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội hôm nay, cán bộ và nhân dân xóm Lạch rất vinh dự và vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn về dự động viên nhân dân khu dân cư. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí trung tá Bùi Mạnh Quyền, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Lạc Sơn, phó trưởng vùng Đại Đồng lên phát biểu chỉ đạo, động viên, tặng hoa quà chúc mừng ngày hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân của xóm Lạch, hôm nay khu dân cư của xóm Lạch, xã Tân Mỹ tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư gắn với ngày hội văn hóa quân dân. Thay mặt cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân
lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân. Chúc cho ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể nhân dân, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Trong 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh, vai trò của các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, thi đua đổi mới sáng tạo, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thưa toàn thể nhân dân, trong 94 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng tăng cường và củng cố liên minh chính trị, xây dựng, củng cố, vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy, thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, phòng ngừa dịch bệnh, thiên tai bão lũ, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho nhân dân. Thưa toàn thể nhân dân, ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư, cũng nhằm kỷ niệm hướng tới 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, bản chất truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội Nhân dân, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Về dự với ngày hội, tôi vui mừng chứng kiến sự thay đổi của địa phương trong những năm qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của nhân dân đã được hun đúc và củng cố ngày càng vững chắc. Qua nghe báo cáo tham luận của nhân dân cho thấy, trong một năm vừa qua, cộng đồng dân cư của chúng ta đã có nhiều cố gắng đoàn kết nỗ lực cùng nhau thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta đã đạt 41.800.000 đồng trên người trên năm, xóm với tổng số 166 hộ gia đình, năm 2024 còn có 13 hộ nghèo, đã giảm 8 hộ so với năm 2023, tỷ lệ nhà kiên cố đã đạt 94%, có 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, có xe máy, hộ được dùng điện chiếu sáng. Như vậy là tỷ lệ của chúng ta đã đạt. Về văn hóa xã hội có bước phát triển khá, thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong đám cưới, đám hỏi, đám tang và trong các ngày lễ hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, trẻ em được đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, có 145 trên 166 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87.35%, có 7 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và có 12.65% hộ không đạt gia đình văn hóa đã phát huy được truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã tổ chức thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đã tổ chức xây dựng được 2 nhà đại đoàn kết, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập ngũ của năm 2024. Nhân dân luôn cố gắng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống,
trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích của các hộ, gia đình và cán bộ, nhân dân của xóm này, xã Tân Mỹ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Kính thưa toàn thể nhân dân, nhân ngày hôm nay, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của xã Tân Mỹ và khu dân cư của xóm này tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí, khát vọng, tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới để bảo vệ đất nước trong tình hình mới, trong đó tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, của địa phương, hay là vận động các tầng lớp nhân dân huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp. Ba là phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn, phát huy đồng bộ trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể thiết thực để chăm lo đời sống của nhân dân. Bốn là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết những vấn đề còn mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra những điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Năm là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong lòng nhân dân vững chắc, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Và cuối cùng, đề nghị toàn thể bà con nhân dân luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để xây dựng quê hương và đời sống của chính chúng ta, mỗi người dân luôn được ấm no, hạnh phúc. Một lần nữa, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của huyện, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể nhân dân luôn luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết phấn đấu xây dựng xóm của chúng ta ngày càng phát triển văn minh và dày đặc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các đồng chí, nhân dịp ngày hội cũng xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện có lắng hoa tươi thắm xin gửi đến khu dân cư. Sau đây xin mời đại diện khu dân cư cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện lên vị trí tặng hoa cho khu dân cư. Xin mời trong. Never forget.
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2022, căn cứ Nghị định số 86 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Căn cứ quyết định số 34 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Tân Mỹ quyết định điều 1 tặng giấy khen và tiền mặt cho 77 hộ gia đình có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024. Số tiền là 100.000 đồng trên một hộ, tổng số tiền là 7.700.000 đồng, trích từ nguồn chi thường xuyên ngân sách xã năm 2024. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, công chức văn hóa xã hội, các ban ngành đoàn thể, các tập thể, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Bùi Đức Toàn đã ký. Để đảm bảo thời gian tổ chức cho ngày hội, tôi xin chỉ công bố danh sách khen thưởng hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024 đối với khu dân cư xóm này. Tôi đọc đến hộ gia đình nào xin mời đại diện các hộ gia đình bước lên vị trí trang trọng để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân xã. 1. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Văn Sạng. 2. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Giang Nam. 3. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Văn Lê. 4. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Văn Khoản. 5. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Văn Xanh. 6. Xin mời hộ gia đình ông Bùi Văn Đạnh. 7. Xin mời hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tị. Xin mời đại diện các hộ gia đình lên vị trí trang trọng để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân xã. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Quách Văn Sản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã lên tặng giấy khen cho các hộ gia đình. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ban dân xã. Tiếp theo chương trình xin mời ban tổ chức tiếp tục điều hành nội dung phần lễ. Hôm nay khu dân cư xóm này chúng ta rất phấn khởi được đón các vị đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các con em của xóm hiện đang học tập công tác trên địa bàn tỉnh, huyện đã về dự ngày hội khu dân cư năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bí thư chi bộ, đồng chí trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư lên vị trí trang trọng để nhận hoa quà chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện tổ đảng 213 xóm này lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thank you.
trình. Trân trọng kính mời gia đình ông Bùi Văn Yên, gia đình ông Bùi Đức Toàn, gia đình ông Bùi Thanh Luân lên tặng quà chúc mừng ngày hội. Xin trân trọng kính mời các gia đình. Xin trân trọng cảm ơn ba gia đình. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm 68 lên tặng hoa chúc mừng. Đại diện đội lâm nghiệp Tân Lạc, Lạc Sơn, công ty lâm nghiệp Hòa Bình lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Trân trọng kính mời đại diện hộ kinh doanh phong họp đám cưới hiếu hỉ Thuyết Hương lên có món quà tặng chúc mừng ngày hội với tổng số tiền mặt là 7 triệu đồng. Xin kính mời hộ lên tặng quà cho ngày hội. Ban tổ chức ngày hội xin trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân, các công ty doanh nghiệp đã có những lãng hoa và các phần quà chúc mừng ngày hội. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin công bố danh sách các tập thể, cá nhân, các em học sinh có thành tích xuất
xuất sắc trong năm 2024. Để đảm bảo thời gian nội dung phần lễ, sau đây tôi đọc đến tập thể đại diện hộ gia đình nào, xin mời các tập thể hộ gia đình lên bục trang trọng để nhận phần thưởng. Về tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2024, xin trân trọng kính mời đại diện tập thể chi hội người cao tuổi, xin mời đại diện chi hội người hội phụ nữ xóm này, đại diện hộ gia đình ông Bùi Văn Khoản, đại diện hộ gia đình ông Bùi Văn Sàn lên vị trí trang trọng để nhận phần thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Dậu, bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Văn Biên, trưởng xóm lên trao phần thưởng cho các tập thể và hộ gia đình. Các cháu đạt danh hiệu xuất sắc năm học 2023-2024, do điều kiện thời gian có hạn, ban tổ chức chỉ đọc các cháu có tên trong danh sách đại diện lên mục trang trọng để nhận phần thưởng. Các cháu còn lại sẽ liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, với đồng chí trưởng xóm để nhận phần thưởng. Xin kính mời cháu Bùi Ngọc Hảo, lớp 4A3, con ông Bùi Văn Hiệp. Xin mời cháu Bùi Thu Hiền, lớp 5A3, con ông Bùi Đăng Khoa. Cháu Bùi Thu Thảo, lớp 1A4, con ông Bùi Đăng Khoa. Cháu Bùi Thu Hà, lớp 5A3, con ông Bùi Văn Lừng. Cháu Bùi Linh Đan, lớp 5A4, con ông Bùi Văn Đảm lên nhận phần thưởng. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Văn Dậu, bí thư chi bộ, trưởng xóm lên trao phần thưởng cho các cháu. Các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Dậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận dân cư xóm lên phát biểu cảm ơn và kết thúc phần lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong khu dân cư, sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, đoàn kết, sôi nổi và nghiêm túc, phần lễ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân khu dân cư xóm Lạch năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã được nghe lịch sử 94 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Chi bộ, ban quản lý xóm, ban công tác mặt trận dân cư, các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư xóm này xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan ban ngành của huyện Lạc Sơn về dự có bài phát biểu chỉ đạo, động viên, tặng hoa quà chúc mừng ngày hội, trao hỗ trợ xây dựng quỹ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hai hộ gia đình trong khu dân cư.
xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ đã chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện tốt nhất về nội dung, tinh thần, vật chất cho khu dân cư. Xin cảm ơn những món quà, hoa và những tinh thần tình cảm có ý nghĩa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư xóm này của gia đình ông Bùi Văn Yên, gia đình ông Bùi Đức Toàn, gia đình ông Bùi Thanh Luân, các công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã, các hợp tác xã, nhà trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng xóm, thôn đội trưởng, các xóm trong xã, đội lâm nghiệp Tân Lạc, Lạc Sơn, công ty lâm nghiệp Hòa Bình. Các đồng chí đảng viên sinh hoạt theo quy định 213, gia đình nhà học, chất hương, xóm này, con em, dâu rể đã và đang công tác ở tỉnh, huyện, xã trong lực lượng vũ trang, ngành giáo dục và nhiều hộ gia đình cá nhân. Xin cảm ơn đội cổng chiêng xóm Phó Khí, anh chị em, các cháu thanh niên, thiếu niên trong đội văn nghệ đã dành thời gian, công sức luyện tập các tiết mục văn nghệ rất có ý nghĩa. Xin cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư, chi bộ, ban quản lý xóm, ban tổ chức ngày hội trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau cùng phát triển. Xin cảm ơn bộ phận đảm bảo an ninh trật tự, bộ phận phục vụ đã tạo điều kiện tốt nhất góp vào sự thành công của ngày hội. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể ngày hội, để ngày hội được lưu lại những khoảnh khắc thật ý nghĩa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân chúng ta lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Khi chụp ảnh lưu niệm xong, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân chúng ta ở lại dùng bữa cơm thân mật cùng ngày hội khu dân cư sắp này. Xin trân trọng cảm ơn.
sơn hôm nay mở hội, tiếng rộn lên, trống rộn lên, bấm bàn làm vui tiếng ca. Trong tiếng hát tiếng rang trầm tình, trong giang mùa xuân đông đất nước. Trong nắng mùa xuân đang về, câu hát đi tìm thương đang
gọi nhau về vui hồi quên hương. Ơi bạn ơi, nắng mùa xuân trên rừng vui hôn, hãy cùng chơi thăm tình lứa đôi. Quê hương ta mơ hội hôm nay cũng thường rang hoa trong tiếng cồng, rượu vần vui say đắm tình ai. Ơi bạn ơi, trái còn bay vờn trong gió, anh hát cùng em bao lời thương. Mai về xa nhớ hội mường em, nhớ là sơn tình quê thắm nồng, cùng em ngân vòng vàng vành núi, vòng vàng vành núi, vòng bên cầm bên vòng bên cầm, nhớ tiếng cồng, nhớ tiếng cồng em ngân xa, ngân tiếng chiêng, ngân tiếng cồng, hòa trong nắng mùa xuân đang về, cầu hát đi thương rằng gọi nhau về vui hồi quên hương. Ơi bạn ơi, nắng mùa xuân trên rừng vui hôn, hãy cùng chơi thăm tình nửa đôi. Quê hương ta mơ hội hôm nay cũng thường vang hoa trong tiếng thông, rượu cần vui say đắm tình ai. Ơi bạn ơi, trái còn bay vờn trong gió, anh hát cùng em bao lời thương. Bao lời thương. Mai về xa nhớ hội mường em, nhớ là sơn tình quê thắm đồng, cùng em ngân vọng vàng vách núi. Bông bên cầm bên bông bên cầm, nhớ tiếng cồng, nhớ tiếng cồng em ngân xa. Trường cao rộng về Lạc Sơn quê ta hôm nay, trên cánh đồng làng ngân vang tiếng ca, trên dòng sông bừng câu hát chào duyên. Đẹp sâu Lạc Sơn quê ta xây làng văn hóa, duyên dáng đôi tay tình ai đắm say. Gian khổ vài thứ cũng xây quê hương non nước đẹp sâu, là sớm một ngày em ngắm anh say. Về làng sơn quê ta hôm nay, cây rừng lên xanh lúa đậm chiếu nặng. Về làng sơn quê ta hôm nay, quê phải tự hào vui trong ánh mắt. Sân đi đòi gian khổ ta vượt xuân, mà xem ngô đông cánh đồng hương vang, từ công tre thơm về thăm chiến khu, nhờ trên tấm sương đất quê ta quay vui mía ngọt, người quê ta sống vì chủ nhân ấy, anh đi sang ca tình yêu quê hương, yêu đất yêu người, ta yêu sao yêu mãi quê mình ơi. Con hỏi chăm lo, anh lên đường làm
lái cờ quên un chín tha đâu đang ăn tha đón em quên xuống họp ra đi rồi à em đi un đưa em thêm một chùa đàng un nở lại em đi mình thuê un hở lại trong lòng quyết chí đam thấp thời đi.